Nữ hoàng muôn năm, nữ hoàng muôn năm, nữ hoàng muôn năm. Nữ hoàng Ariana đáng kính, sau tất cả những cố gắng của người thì vương quốc của chúng ta cũng đã phát triển rực rỡ. Cảm ơn người rất nhiều. Rực rỡ, đáng lẽ ra chúng ta còn có thể phát triển hơn nữa. Ta muốn mọi thứ hoàn hảo nhất đến với dân chúng của ta. Nữ hoàng, mưu cầu sự hoàn hảo thực sự rất khó. Khó, đâu có nghĩa là không thể. Rồi một ngày ta sẽ đạt được nó mà thôi. Thưa nữ hoàng, đã muộn rồi, xin người nghỉ ngơi. Người ra ngoài trước đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Hả? Thưa nữ hoàng, người nên giữ sức khỏe. Cứ thế này, thần e rằng không ổn đâu. Tể tướng yên tâm đi, ta biết sức khỏe của mình mà. Chỉ tiếc là ta không thể dành nhiều thời gian hơn cho vương quốc. Ta tốn quá nhiều thời gian cho bản thân mình. Nhìn sang Florence, sang những nước láng giềng, ta thật sự quá xấu hổ về chuyện này. Ta rất buồn. Nữ hoàng à, không phải cái gì muốn đẩy nhanh tiến độ cũng được. Việc này chúng ta cần thời gian. Thật là bực mình. Sao mà những ý nghĩ chớ chẩn đó luôn ở trong đầu của ta được? Làm thế nào để loại bỏ chúng ra khỏi đầu, để tập trung vào công việc đây? À đúng rồi, chỉ có nữ thần Athena trên đỉnh Olympia mới có thể giúp ta. Xin ra mắt nữ thần, tôi là Arina, đến từ vương quốc ạ. Chào nữ hoàng, không biết ngày hôm nay nữ hoàng đích thân đến đây có chuyện gì hay không? Chẳng phải Aragorn đang phát triển rất tốt hay sao? Sao người biết tôi đến đây vì Aragorn? Ta biết, cho nên ta mới ngồi đây. Không giấu gì người, tuy Aragorn đã phát triển hơn rồi, nhưng mà tôi nghĩ với sức của mình, Aragorn còn có thể phát triển mạnh hơn nữa. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn nhận thấy mình có quá nhiều tính xấu, quá nhiều suy nghĩ dẫn dơ. Nên tôi muốn hỏi người, liệu người có thể giúp tôi loại bỏ những tính xấu đó hay không? Tôi muốn trở thành một người hoàn hảo. Tôi cũng muốn Aragorn trở thành một vương quốc hoàn hảo. Đó là lẽ tự nhiên, không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mà thật sự tôi không thể chấp nhận những ý xấu đó. Liệu người có cách nào giúp tôi được hay không ạ? Cũng không phải là không có cách. Ta có thể tách hai phần tốt xấu của ngươi thành hai bản thể khác nhau. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng những phần xấu thì nó vẫn ở đó, chỉ là ở trong một bản thể khác thôi. Điều này rất dễ dẫn đến tác động ngược. Thật hay quá, mong người giúp tôi. Tôi chấp nhận mọi hậu quả. Chỉ cần tách những phần xấu đó ra để tôi tập trung điều hành vương quốc là được rồi. Được thôi, nhưng hãy nhớ đến những lời cảnh cáo của ta. Từ bây giờ, hai ngươi là hai bản thể khác nhau, không ai liên quan tới ai hết. Phải nhớ rõ điều này đó. Cảm ơn nữ thần. Xin phép nữ thần, tôi phải về luôn. Vương quốc đang đợi tôi ạ. Tôi không thể ở lại đây lâu được. Cáo từ. Hãy tránh xa khỏi ta. Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến ta và dân chúng của vương quốc. Ngươi nghĩ ta muốn ở cùng với ngươi lắm hả? Suốt ngày công việc chán chết, ta cần phải hưởng thụ mới được. Xin chúc mừng nữ hoàng. Dưới sự anh binh của người, vương quốc chúng ta càng ngày càng thịnh vượng rồi. Thật thoải mái, ta đã không còn phải quan tâm đến những công việc ngoài lề. Bây giờ có thể tập trung phát triển đất nước. Tin ta đi tể tướng, rồi chúng ta sẽ trở thành một vương quốc thịnh vượng nhất. Nữ hoàng anh binh, chúng thần thật có phúc khi được phục vụ người. Sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy được chứ? Chúng ta còn cực khổ đến khi nào nữa đây? Mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp mà, hả?
Ông lão, ta nghe những lời ông vừa than, không biết có chuyện gì hay không? Chẳng phải Dương quốc này đang rất thịnh vượng hay sao? Chào cô, cách đây một tháng thì đúng là vậy, nhưng không hiểu sao một tháng trở lại đây sự thuế lại đột ngột tăng. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng cũng không thể đủ tiền đóng thuế. Cái gì? Không thể vô lý như vậy được. Ta phải làm rõ chuyện này mới được. Báo, bẩm nữ hoàng, hai Dương quốc láng giềng đang tiến quân trả thù chúng ta. Tể tướng, tại sao lại có chuyện như vậy? Và ta còn biết được là tiền thuế của Dương quốc tăng đột ngột. Ta cần một lời giải thích cho vấn đề này. Ông giải thích đi. Thưa nữ hoàng, chính nữ hoàng hạ lệnh cho thần tăng thuế để duy trì kinh phí quân đội, đem quân chiếm hai Dương quốc lân cận. Người đã quên rồi hay sao? Cái gì? Ta ra lệnh khi nào? Dạ, cách đây một tháng, khi thần gặp người ở vườn cây phía ngoài cung điện. Người mặc một bộ váy màu xanh, chính người đã ra lệnh cho thần. Bộ váy màu xanh? Có lẽ nào là A Ta sao? Mau quay về cung điện ngay lập tức, ta cần giải quyết một chuyện gấp. Sao ngươi dám làm như vậy? Sao ngươi dám mạo danh ta để làm những điều táng tận lương tâm như vậy hả? Ngươi nói mau. Mạo danh? Adriana, ta không mạo danh ai hết. Ta chính là ngươi, là một phần của ngươi mà. Ngươi là một phần đáng được bỏ đi. Ngươi chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình. Ngươi để lòng tham làm mờ mắt. Ngươi đã quên mất đi những lợi ích to lớn hơn. Quên đi lợi ích của quốc gia, của dân chúng. Tại sao có thể như vậy được? Thôi đi, ta vốn là bản chất của ngươi. Ngươi luôn có những suy nghĩ đó ở trong đầu mà. Chẳng qua ngươi đã cố tình chối bỏ nó, như cách ngươi luôn muốn dứt ta đi. Ngươi là đồ đạo đức giả thôi. Vậy thì hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biến mất hoàn toàn. Wow, thật sao? Lại đây, ta thử xem ngươi làm cách nào với ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có thể đi, nhưng ngươi phải hứa không bao giờ được phép quay lại Dương quốc này và mạo danh ta một lần nào hết. Đừng đừng, ta hứa mà. Là ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Ngươi có giỏi thì cứ hạ thủ xem nào. Được, thì ra ngươi chọn bị xóa sổ. Vậy thì hãy biến đi. Cái gì? Không, không thể nào như vậy được. Ngươi thông minh lắm. Không hiểu hay sao? Ngươi sẽ không bao giờ giết được ta, bởi vì ta chính là ngươi. Khi linh hồn của ngươi còn đó thì ta không bao giờ biến mất. Ngươi có hiểu chưa? Tất cả là do mình. Do mình đã dứt bỏ những thứ thuộc về mình. Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Thế nào, còn muốn loại bỏ ta nữa hay không? Dĩ nhiên. Và lần này chúng ta sẽ cùng gặp nhau dưới địa ngục. Cái gì? Không không, ngươi không thể làm như vậy được. Đồ ngu xuẩn. Không. Thế nào Adriana, trải nghiệm thú vị chứ? Thật, thật đáng sợ. Những điều vừa rồi là thật hay sao chứ? Nó sẽ là trải nghiệm thật. Nếu như ngươi lựa chọn tách biệt hai phần thiện ác, hãy luôn nhớ rằng trên thế giới này không có gì là hoàn hảo hết. Ai cũng sẽ có những mặt xấu, nhưng mà vấn đề quan trọng của mỗi con người là hạn chế mặt xấu đó như thế nào thôi. Tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Cảm ơn người rất nhiều ạ. Người đang làm việc của mình rất tốt. Hãy tiếp tục cố gắng đi. Adriana kia của ta ơi, cùng nhau cố gắng nha.